Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Cho mình hỏi là các bạn mong ước điều gì ở con mình? Có phải là con bạn ngoài sự khỏe mạnh ra sẽ trở nên giỏi giang, thông minh hơn, còn luôn luôn háo hức, tò mò, muốn khám phá những điều hay, những điều thú vị ở xung quanh, con tập trung chú ý và thực sự có nội lực để vượt qua những khó khăn và thất bại, con cũng biết kiểm soát, quản lý các cảm xúc của mình để trở nên một đứa trẻ điềm đạm và nhã nhặn. Còn bạn thì bạn mong muốn điều gì? Có phải là bạn vẫn nhàn tênh mà vẫn có thể quản lý hoặc là kiểm soát quá trình đó trong một cái sự điều hành rất dễ dàng của chính bạn hay không? Nếu với tất cả những mong muốn đó, mình mời các bạn đến với khóa học có tên gọi Con giỏi, mẹ nhàn do mình và Pantado thực hiện. Đây là khóa học cộng đồng do mình và Pantado thực hiện với mong muốn đó là con giỏi hơn mà mẹ lại nhàn hơn. Xin mời các bạn đến với khóa học đặc biệt, lần đầu tiên sẽ giúp cho đứa trẻ của bạn trở nên giỏi giang hơn mà bạn thì không cần căng thẳng và quá bận rộn. Để tham gia khóa học này, rất đơn giản, bạn chỉ đăng ký theo đường link ở bên dưới mà chúng mình đã gửi cho các bạn. Hãy đến với khóa học Con giỏi, mẹ nhàn và chắc chắn các bạn sẽ không hề thất vọng.